Hằng Phạm và Rich Time Studio kính chào khán giả thương quý. Nhân dịp Tết Bính Thìn, Hằng Phạm Rich Time Studio mong gửi tới khán giả trên khắp năm châu lời chúc Tết. Và cũng nhân dịp này, xin phép cho Hằng Phạm Rich Time được trình bày những mong ước đầu năm mới. Dạ, Hằng Phạm xin kính chào quý vị khán giả thương quý. Năm 2023 đã khép lại, rất nhiều mong ước ấp ủ. Dạ, Hằng Phạm xin được phép thay mặt cho tất cả ekip Retime Studio xin kính chúc quý vị khán giả thương quý một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thưa quý vị, đã 4 năm từ khi Hằng Phạm thành lập kênh YouTube Hằng Phạm Official đã nhận được trên 28.000 subscribe và gần 20 triệu lượt xem, đã phát hành 500 bản nhạc vọng cổ được sáng tác trước 1975 và 13 nhạc phẩm sáng tác mới. Fanpage Hằng Phạm đã nhận được hơn 22.000 follows. Xin cho Hằng Phạm và ekip được gửi lời tri ân đến quý khán giả trên khắp năm châu. Dạ thưa quý vị khán giả, Hằng Phạm đã sưu tầm nhạc Việt Nam từ rất là lâu. Trong quá trình sưu tầm, nhận thấy có rất nhiều bản tân nhạc, cổ nhạc rất hay nhưng chưa được phổ biến nhiều. Trong khi nguồn băng đĩa gốc thì bị thất lạc, cũ hư rất là tiếc. Hằng Phạm mới tìm cách phục dựng lại những bản nhạc hồi đó để mong tập trung lại trong trang nhạc Hằng Phạm Official làm tư liệu cho mai sau. Và đây cũng là một số băng đĩa nhựa trong bộ sưu tập nhạc trước năm 1975 của Hằng Phạm. Dạ, quá trình phục dựng bản nhạc cũ như ghi lại ca từ gốc, tìm tư liệu băng nhạc gốc, tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác, tác giả, tác phẩm, thực sự qua rất nhiều khó khăn. Để Hằng Phạm hát một đoạn nhạc mà Hằng Phạm Retime Studio hòa âm theo motif băng đĩa nhựa 33 vòng cho cô chú và anh chị nghe nhé.
lại nuôi mộng về ngày mai. Tham gia vào tất cả các việc viết kịch bản, MV, biên tập chương trình, đạo diễn, ý tưởng là anh Phong Trần Khách. Sau đó tất cả các thành viên Retime Studio, mỗi người một chuyên môn, thì sẽ thực hiện hòa âm phối khí, thu beat, mix beat, thu vocal, mix, master, rồi tổ chức ghi hình MV, sau đó edit và phát hành, thiết kế poster, thumbnail, quản lý kênh YouTube và kênh quản lý kênh fanpage. Dạ, có nghĩa là Hằng Phạm tự làm nhạc 100% từ đầu tới cuối, kể cả phần hậu cần, chuẩn bị ăn uống cho anh em, kỹ thuật, cộng sự, mỗi khi tất cả cùng thực hiện một bản nhạc hoặc một dự án âm nhạc anh. Dạ. Và bây giờ Hằng Phạm nhân dịp xuân mới, Hằng Phạm xin hát tặng quý vị khán thính giả thân quý một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc, bài hát được mang tên Tuổi Mùa Xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức. Em thích mùa xuân được ngủ ở bên gốc mai, trong nắng mùa xuân mình được một giấc mơ đẹp, bầu trời trong lành một ngày chim ca ngoài ngõ, nghe pháo giao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cho con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì, vì thời gian làm nhạt phải bao nhiêu hồng thắm. Em muốn em được giữ hoài năm tháng tuổi thơ, xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay áo mới bay nhiều quá, xuân năm nay vui xuân bằng xe đạp, em đi giao phố phường ngày xuân đơn giản lắm. Em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui, nghe những chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về, nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi mừng xuân. Năm mới Hằng Phạm Returns mong sẽ tiếp tục phục dựng thêm 100 bài hát nhạc xưa, tiếp nối với 500 bản nhạc xưa đã được phát hành. Nếu có sự tài trợ, bảo trợ của quý nhạc hữu thì hy vọng là năm nay Hằng Phạm Returns sẽ có thể thực hiện được 600 bài bản nhạc xưa trọn vẹn. Hằng Phạm có tâm sự gì với khán giả, những người mà yêu mến tiếng hát Hằng Phạm không? Thưa anh, thưa quý vị khán giả, thì Hằng Phạm chỉ mong rằng năm nay tìm được một nhà tài trợ để phục dựng lại 1000 bản nhạc xưa. Và đồng thời thì Hằng Phạm Retime Studio cũng mong sẽ tìm được những giọng hát hay phù hợp với nhạc bolero và nhạc trữ tình dân tộc, vọng cổ theo lối xưa, để cùng đào tạo và phát triển giọng hát với Hằng Phạm Retime Studio. Quý bạn yêu nhạc muốn phát triển giọng hát xưa, vọng cổ xưa, vui lòng đăng ký kênh YouTube Hằng Phạm Official, số điện thoại 0907 653 029, email aibang1974@gmail.com. Bây giờ Hằng Phạm sẽ có một món quà thật là đặc biệt gửi đến toàn thể quý vị khán giả trên khắp năm châu. Dạ,
quý vị ơi, thì sau đây Hằng Phạm nhân dịp xuân mới thì Hằng Phạm có sáng tác một ca khúc với nhạc phẩm được mang tên Quê Hương Bốn Ngã Đường Về, một sáng tác của Hằng Phạm và Phong Trần Khách. Thì Hằng Phạm xin kính tặng cho quý vị với bà con người Việt ở xa quê hương đang xem chương trình Tâm Sự Ngày Xuân nha. Bên Ninh Kiều ta xa em về Huế, trời cao nguyên lạnh lạnh giọt nước sương rơi. Ơi Cà Mau xứ Tràm qua bên hải, che em tôi bốn ngã sông trùng khơi. Trên soi đá mẹ già tôi thương, tóc tôi xương hiền lương vất vả, lũ con miền xa lâu vắng nhà bồn ba xứ lạ. Tôi có anh bên kia trời xa vắng cô hương, tôi có trôi dạt từ khi bình biên, bạn bè dâm tên đưa bắc bên thăng cao cửa dòng, đưa xuôi về nam nương xứ Tràm biên bia xa sông. Tam hương bốn ngã quê hương đồng xanh nương lúa, núi xanh ôm tình thơm lành, đâu ai nỡ bỏ ra đi mà vì thời cuộc đồ sinh ngã nghiêng, chiếm đâu xa tổ thanh bình để huynh một lối. Từ Nam ra Trung nhớ cố đô dòng hương ví già, Huế thơ mù sương thăm quang chỉ sạc ly đắc tô. Một trời cao
Dạ, Hằng Phạm rất là hạnh phúc khi được tất cả quý vị khán giả cả trong nước và hải ngoại luôn cho Hằng Phạm một sự ưu ái và ủng hộ, động viên cho Hằng Phạm để cho Hằng Phạm bước tiếp trên con đường sáng tạo âm nhạc. Hằng Phạm xin chân thành cảm ơn. Và rất mong nhiều nhân sĩ, tri thức trên khắp bốn phương sẽ tài trợ, bảo trợ cho chương trình phục dựng 1.000 bản tân nhạc, cổ nhạc được thành hiện thực. Hằng Phạm Retime Studio, tạ ơn quý vị. Dạ thưa quý vị, sau đây Hằng Phạm xin được mến tặng tất cả quý vị khán giả ân nhân một bài hát viết năm 1969, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Bài hát được mang tên Mùa Xuân Đó Có Em. Hằng Phạm xin được kính gửi đến quý vị. Chương trình Tâm sự đầu xuân một lần nữa kính chúc quý khán giả của Hằng Phạm Retime Studio một năm mới 2024 vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc. Mãi thân quý quý vị khán giả.